Nhà phân phối thiết bị công nghiệp điện Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là loại motor Bama IB2 phòng chống cháy nổ, chuyên dùng trong các mỏ quặng, bơm hóa chất, xăng dầu. Công suất 4kW, 5.5 HP hay còn gọi 5.5 ngựa. Tốc độ vòng quay của motor 1440 vòng trên phút. Mã vỏ sản phẩm ký hiệu IB2 112M4. Khoảng cách từ tâm trục xuống mặt đất 112mm. Đường kính cốt của motor 28mm. Điện áp của motor 380V. Tần số 50Hz. Cường độ dòng điện định mức khi đấu tam giác 8.8A. Cường độ dòng điện định mức khi đấu sao 5.1A. Hệ số bảo vệ bụi bẩn nước IP55. Hệ số bù công suất cốt phi 0.82. Motor làm việc chế độ liên tục S1, cấp chịu nhiệt S. Thank you.